Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Iwah Gaming. Hôm nay chúng ta lại có một cái phần mới một tí nữa anh em. Chắc là tôi sẽ đi quay full cái này luôn nhờ. Thì sáng nay tôi cũng lại tính quay tiếp. Thế là anh em nào đó vô chơi và nổ mất cái hũ của tôi nữa rồi. Không biết là bây giờ nó còn ra nữa hay không ạ. Nên là thôi, hôm nay cũng là ngày thứ hai nè anh em. Đó, cho nên là bắt đầu chúng ta sẽ đi gọi là đi xả thể lực thôi. Tôi mua 6 lần thể lực nha. Đấy, để lại cho anh em xem. Rồi bây giờ nếu mà để nâng thì chắc là tôi sẽ nâng cái con tôi qua lên trước, tại vì hiện tại là không biết là khi nào thì con rô của tôi nó sẽ lên được môn cũng như là lên được sao anh em ạ. Đấy, càng quét đấy này cho nó nhanh anh em. Đấy là đủ rồi, thì tăng phẩm rồi, con tôi qua tôi sẽ chơi trước nha. Lên rồi, bây giờ còn dư chúng ta sẽ nâng cho cái con rô luôn. Đang thiếu cái thuốc cường hóa thôi anh em, chứ bây giờ mấy cái kia là tôi nhiều lắm rồi, mấy cái này là tôi rất là nhiều rồi, bây giờ chỉ cần thiếu cái thuốc cường hóa nữa thôi à. Đấy, lên nước mấy con này cũng lên được 2071. Ok, đấy khá là ngon. Thì nếu mà anh em nào mà chơi đúng á, anh em nên quét mỗi một lần 300 như vậy ha, là chúng ta sẽ có một cái phi thuyền chúng ta mua. Thì biết đâu ở trong này chúng ta sẽ có những cái phần thể lực nữa rất là ngon. Đó, đi vào nhận cái này chủ đều vào viết vàng ấy thơm. Tôi đợi tới giờ này tôi mới quay là tại vì tôi chưa hồi sáng tôi chưa có nhận được cái thư này anh em. Đấy, nhận cho anh em xem luôn là mỗi một thứ hai hàng tuần tôi sẽ nhận được cái phần quà như thế này, cho nên là tôi tích vé cũng khá là nhanh. Rồi, vô nhận mấy cái này thôi, sáng tôi làm hết rồi nè anh em. 108 đá rồng bù lại nè, thơm phức luôn hả chứ. Điểm danh hai cái chì à. Rồi thì tôi sẽ đi gọi chiêu tài nè. Đấy. Rồi hoàn trả tiêu phí hiện tại là tôi đang 17.000. Thì chắc là tôi đi vào cái phần này tôi mua hết cái phần thể lực thôi anh em. Tại vì sắp tới là chúng ta cũng có những cái sự kiện thể lực rồi. Triệu hồi tướng rồi con Vegito Season 4 đúng không. Thì con đấy thì chắc là tôi sẽ lấy 4 sao thôi anh em. Lấy 4 sao thôi chứ tôi không ấy. Nếu như mà nó có mạnh của cái con Go4 thì tôi sẽ quay 5 sao hồng vũ khí. Ồ, quay 4 sao. Nhưng mà nó sẽ tới cái lúc mà nó ra hồn vũ khí luôn em ạ. Ở cái phần đá dư tôi sẽ đổi vào Go4 và chúng ta sẽ cùng nhau lên lục môn cái con quên mất nãy giờ nói nhầm, bây giờ nói lại nè. Cái con Vegito là tôi sẽ quay 4 sao. Nếu như mà nó có mảnh Go4 ở trong đó thì tôi sẽ quay tới 4 sao, nhưng mà tới cái lúc mình ra hồn vũ khí luôn em. Thì cái phần đá thần tướng dư tôi sẽ đổi mảnh của con Go4 để tôi lên nó lục môn cho anh em xem. Còn cái con Vegito Season 4 thật sự nó không phải là cái con là đi theo tem của mình, cho nên là mình chỉ lấy 4 sao hồn vũ khí thôi. Đấy, cho nên là sau này chúng thì có gì chúng ta chơi sau thì tới lúc đó tôi sẽ phân tích ha. Hiện tại thì cái bản ngành của tôi nó không có con Vegito Season 4, nó không biết phân tích làm sao cho anh em luôn. Rồi bây giờ sẽ đi đọc qua cái phần skill search cho anh em thử cái con đó không. Trước khi mà chúng ta vào cái phần vòng quay này, let's go. Chúng ta đã đi du lịch qua bản ngành rồi anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái con Vegito nha. Thì thực sự xin lỗi với anh em là cái con ngạc này khi mà tôi mượn được á thì tôi sẽ không có con Vegito. Thì cái điều đó cũng không có quan trọng lắm anh em ạ. Dễ mà đúng không? Rồi, bây giờ là tôi sẽ đi vào cái con Vegito này tôi review mặc dù là không có nói cho anh em xem. Thì về đầu tiên, cái thứ nhất là nó sẽ có 3 duyên. Hai duyên công và một duyên máu. Rồi, hai duyên công của chúng ta sẽ gồm bao giờ những cái duyên nào nè. Thứ nhất đó chính là Gogeta Season 4 hay còn gọi là bộ Go4 ở trên cái bản Việt của mình đó anh em. Rồi, chúng ta sẽ có cái duyên thứ hai đó chính là SSG Trun hay còn gọi là Trun God. Thì hai duyên này sẽ cho chúng ta là 25% tỷ lệ công. Ok không nè. Rồi cái duyên thứ ba nữa đó chính là Evo Bardock, nó sẽ cộng cho về cái tôi Season 4 là 25% máu. Rồi cái duyên này cái duyên này chính là cái duyên mà hồn vũ khí đó anh em. Đó. Rồi cái duyên thứ 5 chúng ta có đó chính là huy chương Saiyan, thì nó sử dụng huy chương Saiyan nha anh em. Rồi cái duyên thứ 6 nó sẽ sử dụng đó chính là phần sách vô cực. Rồi chúng ta sẽ có 6 duyên ở đây nha. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một tí skill. Thì tại sao là bên bản ngành người ta không sử dụng nó quá nhiều? Thì chúng ta cái điều đặc biệt là dựa bây giờ một phần là bản bộ kill của nó hết anh em ạ. Đây rồi, chúng ta sẽ có cái kill thứ nhất. Thì kill thứ nhất tôi sẽ đọc dễ hiểu như thế này ha, cái phần ở trong ngoặc này chúng ta sẽ đọc sau. Thì nó sẽ tấn công một cái phần gọi là mục tiêu đơn thể và tạo cho một cái hiệu ứng bảo hộ đến cho đồng minh ở cái hàng ngang, tức là nó đánh chẳng hạn như đứng hàng trước thì nó sẽ bút cho nguyên một cái hàng trước một cái phần hiệu ứng bảo vệ này nè anh em. Đó, trong vòng một lượt thì cái vòng này nó sẽ cho cái người triệu hồi ra cái khiên á, tức là thằng Vegito SS4 này nè, sau khi mà nó sử dụng cái này thì nó sẽ được hồi 10% máu tối đa mỗi khi mà những cái thằng xung quanh bị đánh. Ok chưa? Và cái hiệu ứng này nó sẽ kiểu như là tồn tại 1 đến 3 lần sau khi bị nhận sát thương. Nó sẽ giống tương tự như là cái con rô khi mà anh em đọc cái kill của nó đúng không nè. Đấy, càng nhiều kẻ địch ở trên chiến trường thì nó sẽ càng nhận được nhiều cái đòn đánh vào cái phần khiên bảo hộ đó. Ok, và cái này sẽ không thể bị phá hủy nha anh em, cái này cũng khá là ok đấy. Rồi, ở cái lượt tiếp theo thì nó sử dụng gọi là nó thoát ra khỏi cái hiệu ứng bảo hộ anh em, và nó sẽ hồi lại 150% điểm nộ cho người chịu hồi, tức là cho cái thằng này nè. Đó, thì nó sẽ hồi lại 50% máu cũng như là nộ từ cái phần hiệu ứng bảo hộ này. Đấy. Rồi, đó là cái skill đầu tiên. Thì bây giờ quan trọng nhất là skill tất sát nè anh em. Skill tất sát nó sẽ tấn công kẻ địch với một cái lượng nộ cao nhất. Thì chẳng hạn như bên kẻ địch đó anh em, thằng nào mà nhiều nộ nhất thì nó bay vô nó quýnh thằng đó. Vậy đi, nói vậy cho nó dễ ha, nó kiểu chọi búa cho nó dễ. Thằng nào mà mạnh nhất thì mà bay vô đây quýnh luôn. Đấy. Rồi, nó sẽ tăng cho Vegito Season 4 là 20% tỷ lệ đam cũng như là miễn sát thương, và cái phần hút máu sẽ được tăng là 30%, tức là 20% là sẽ tăng được cái phần tỷ lệ đam, cũng như là 30% nó sẽ tăng cho Vegito SS4 là tỷ lệ miễn thương cũng như là hút máu. Đấy, trong vòng một lượt thì tất cả những cái đòn đánh ở trong cái lượt này anh em nó sẽ bỏ qua 40% thủ cũng như là 50% cơ hội gây câm lặng cho mục tiêu trong vòng một lượt. Đấy, ok, nghe cũng ok phết mà đúng không? Thì nói chung là cái phần này nè anh em, nó sẽ có tỷ lệ gọi là đánh thêm một đòn đánh nữa, và cái này kiểu như là cái này nó sẽ dựa trên cái phần gọi là điểm nổ của mục tiêu, thì có khả năng nó sẽ đánh thêm một cái lần nữa, và cái lần này nó chỉ gây 50% đam thôi. Đấy, và giảm 20% cái lock chain này mình có thể hiểu chẳng hạn như là cái đỡ đòn anh em, giống như bên mình gọi là cái tỷ lệ chặn hoặc là đỡ đòn ấy. Tôi cũng không biết là khi mà bên mình nó sẽ dịch là cái gì nữa, nhưng mà đại lại là như thế ha. Thì nó sẽ giảm thêm 20% tỷ lệ cường độ bạo. Rồi, thì chúng ta sẽ có là đây, cái này là cái kêu tất sát của nó ha anh em. Thì nói chung là đọc sơ qua thì cũng không có ngon lắm, ngoại trừ cái việc là nó bỏ qua thủ, nhưng mà kiểu nó đánh đơn thể thì cũng không có gì, nên mà khả năng dùng đam của nó khá là kém. Tại vì sao? Tại vì bây giờ anh em có thấy là tất cả đều có hồi sinh hết, cho nên là đánh vào mà gọi là đơn thể như thế này á thật sự cũng khá là khó. Nhưng mà cái ngon ở đây thì chúng ta sẽ có là 50% tỷ lệ gây câm lặng nha anh em. Nó ngon là ngon ở cái chỗ này, với lại 40% tỷ lệ bỏ qua thủ mà cũng rất là ngon đúng không? Thật ra nó là một cái phiên bản nâng cấp của cái con Vegito mà tóc xanh đó anh em. Nó là cái phiên bản đánh cũng y chang luôn mà nổ cũng y chang luôn, cho nên là nếu mà thật sự mà thay vì sử dụng cái con Vegito SS4 này nè, tôi sẽ sử dụng cái con Vegito bình thường. Đó, tôi sử dụng cái con Vegito Blue anh em ạ. Tại vì sao? Tại vì con đó là nổ ngang mà nó lại bỏ qua thủ nữa, rất là ngon. Cho nên là khả năng dùng đam nó sẽ cao hơn cả cái con này nữa anh em ạ. Ngoại trừ cái việc là con này có thể hồi sinh, rồi cái con Vegito Blue nó không hồi sinh được. Rồi, cái kill thứ ba thì anh em thấy là nó sẽ tăng cho cái con này là công vào máu, thì con này cũng như thế thôi ha. Đến với cái kill tiếp theo thôi anh em, đó chính là cái kill bị động của nó đây. Rồi, thì đầu tiên là vừa vào nó sẽ được cộng 20% những cái chỉ số sau, đó chính là tỷ lệ chí mạng, phá kích hay gọi là phá giáp đó đi. Đó, thì cái tỷ lệ này nó sẽ làm giảm cái phần đỡ đòn thôi chứ không có gì hết, tăng 20% công thủ cũng như là cái cường độ bạo. Đấy, này là 20% của tất cả những cái chỉ số trên nha. Rồi cái mini skill là sẽ được sử dụng 10%, thì chẳng hạn nó sẽ được tăng lên em, nói chung là sẽ được tăng lên cái phần sử dụng mini skill lên 10% với mỗi một cái chiến binh hợp thể ở trong cái đội hình. Cũng khá là ngon đúng không? Mà cái này tôi không biết là có tính nó trong một cái trận đấu hay không nữa. Chẳng hạn như bên hai tem đi, nó có tính như bên tem người ta hay không, hay là tính bên cái đội hình của mình thôi. Đấy, nếu mà tính lên cả hai tem thì khá là ngon, còn nếu tính đội hình của mình thôi thì cũng khá là lõ anh em. Tại vì anh em biết là cái đội hình sau này của chúng ta tem một thể cũng khá là ít. Đó, toàn là đa số là sẽ danh hết nè. Ví dụ mà tôi thay cái chỗ này vô bằng cái con khác. Đâu rồi, tôi thay vô bằng những cái con như là song cu khác thì nó cũng là đâu phải là hợp thể đâu anh em. Nó toàn là cá nhân biến hình thôi mà. Ngoại trừ cái con Go 4, nó chỉ có một con thì tăng lên 10% nữa thôi. Thì tôi thay cái con cu đen vào để tí tôi đi PK cho anh em xem á. Ok, quay trở lại nào. Không có tướng cho anh em xem cũng cực khổ thiệt ở trơn. Rồi, tiếp theo nữa là khi mà bắt đầu đến cái lượt của mình hay sao đó anh em, thì chúng ta sẽ có 40% cơ hội gọi là hóa giải đi cái phần hiệu ứng xấu. Đấy, và tăng cho cái thằng này tấn công 20%. Nói chung là cái con này tăng công khá là nhiều anh em ạ. Nhưng cái vấn đề cái bộ skill của nó là một cái bộ skill mang theo cái hướng hỗ trợ khá là nhiều, nào là tạo khiên hấp thụ nè, và cái đặc biệt của cái con này nha anh em là khi mà nó tạo khiên cũng như là nó ở cái lượt sau nó hủy cái khiên đó đi và nó được cộng thêm nộ, thì con này cái khả năng của nó là sử dụng được rất là nhiều nộ một lần. Đó, cho nên là anh em mà khi mà xem PK có thể thấy là nó nổ khá là nhiều lần luôn em ạ. Thì tí chúng ta sẽ cùng nhau đi xem lại nha. Ok, đây là tới đâu rồi ta. Rồi khi mà bị tấn công thì khi mà máu ở dưới 30% thì nó sẽ giống với con Vegito Blue anh em. Khi mà máu mà dưới một cái ngưỡng nào đó nó sẽ biến đi, hay còn gọi là bỏ chạy đó anh em. Nói bỏ chạy thì cũng kỳ, nhưng mà thôi cái đó đúng mà anh em. Ví dụ mày quýnh tao, tao sắp chết, tao phải chạy chứ sao. Chạy thì tìm cơ hội quýnh lại. Đó, thì sau khi mà nó chạy rồi nó sẽ quay trở lại ở cái lượt tiếp theo với một cái lượng máu tối đa đó chính là 40% và thêm 200 nộ nữa. Khá là ngon mà đúng không? Rồi, nó sẽ được cộng thêm 20% tỷ lệ đam kéo dài một lượt, cũng như là 10% tỷ lệ kháng chí mạng, hay còn gọi là tỷ lệ kháng bạo đó anh em. Đó, và kháng thêm cả cái mini skill nữa, và cái chỉ số này cũng là 10% nha anh em, và nó có thể cộng dồn là 3 lần. Đó. Thì cái hiệu ứng này là có thể sự kích hoạt được 2 lần trên mỗi trận. Đó, và nó có thể hồi sinh được một lần anh em, tức là mỗi một cái mạng như vậy nó sẽ chạy được 2 lần. Đấy, và hai mạng nó sẽ chạy được 4 lần, nhưng mà cũng tùy. Bây giờ anh em thấy là con nào nó sốc đam cũng kinh, nó khó mà dưới ngưỡng 30% máu lắm anh em ạ. Thật sự luôn, đó lý do tại sao mà cái phần bộ skill này nè, nó làm ra anh em đọc thì có thể là nghe là bá thật, nhưng mà nó không có được sử dụng nhiều, tại vì nó sốc đam là chết nè anh em. Con nào con nấy phải gọi là sốc đam bá đạo luôn thì làm sao con này có cái đất diễn được anh em. Và để được tích được cái phần này cũng khá là khó, đúng không nào? Rồi, thì sau khi mà nó chết và hồi được hồi sinh thì sẽ hồi là 60% máu, cũng như là cái này gọi là kế thừa đi, nó là kế thừa cho nó dễ. Là chẳng hạn như là con này nó lúc mà nó chết thì nó có 100 nộ, thì khi sau khi nó sống vậy nó có 100 nộ luôn anh em. Tức là nó lúc mà chết bao nhiêu thì nó sống vậy nó có bao nhiêu nộ. Đó, nó sẽ giống tự như cái con rô vậy đó anh em. Đấy, và gọi là reset lại cái phần mà này nè anh em. Reset lại cái phần này nè, reset lại cái phần mà nó chạy đi á. Đấy, ok. Thì đó chính là cái bộ kỹ năng của cái con này. Và con này sẽ dùng một cái linh hồn, hồn thanh long nha anh em, đây là hồn thanh long nha. Đó, hồn ra ranh. Thì rất là xin lỗi anh em là tại vì con này đây không có cái con Vegito SS4 cho nên là tôi không thể nào mà là lấy cũng như là đi test được. Nhưng mà hôm trước là tôi có làm cái video để cho anh em xem cái phần skill của nó rồi đó, đúng không? Đó, thì mai mốt là khi mà nó về bản Việt thì tôi sẽ làm lại cho anh em xem, cũng như là review chi tiết và làm từng phần là lý do tại sao mà nó không được sử dụng nhiều ở cái bản Việt. Ok, quay trở lại với bản Việt của chúng ta thôi. Trở về nào, trở về nước nào anh em. Thì bây giờ là chắc là tôi sẽ đi vào cái vòng quay tôi chơi một tí nha. Đó, bây giờ hiện tại là tôi còn đang là còn khoảng cho 4k đi. Ok, nhưng mà chắc là tôi sẽ quay cho nó đủ luôn cái phần này anh em. Đâu rồi, hiện tại là tôi cái hũ của tôi hiện tại cũng đang được 30k nè. Chắc là lụm thôi nhờ. Đấy, lụm nốt luôn chứ. Rồi, quay một lần miễn phí trước cái đã, xem mà nó có ra được, hôm nay chúng ta có nổ hũ được hay không. Và nếu nó ra cái hộp vũ khí cũng ok thì từ từ chúng ta sẽ lên cho mình cái phần bát môn của con này luôn anh em. Khá là ngon mà đúng không, thì cứ lụm thôi. Rồi, yep. Chưa có nổ hũ được cái lần nào, cũng khá là ai cái này nhận lì xì, tưởng nó là thấy cái tên tưởng nó nổ cái hũ với tôi. Cay thật. Đấy rồi, tôi đã nhận được một cái trường qua đó rồi anh em ạ. Thơm rồi, thơm. Bây giờ là chúng ta chỉ có 174 lần thôi. Đấy. Nhưng mà chắc là tôi sẽ quay luôn 13 lần nữa nha anh em. Quay luôn 13 lần nữa ha. Tại vì thực sự là chúng ta sẽ có được hoàn trả. Chẳng hạn như mỗi một lần quay chúng ta sẽ được hoàn lại 200-300 đá rồng gì đó. Cho nên là cái vòng quay này rất là ok. Nên là đối với những cái anh em gọi là có đá rồng thì anh em nên chơi cái phần này. Chúng ta vừa có mảnh tướng, chúng ta vừa có mạnh vàng năng 15, chúng ta vừa có hoàn trả để đá rồng. Thì bây giờ 1000 thì bây giờ mỗi lần ví dụ như này tôi chỉ có 800 một lần thôi anh em. Nhưng mà chúng ta nhận được rất là nhiều quà. Ok, let's go. Quay tiếp cho nó đủ thôi. Bây giờ tôi quay là 194 lần rồi. Quay tiếp cho nó đủ là 300 lần luôn anh em ạ. Đấy rồi. Tôi không biết là tôi có nổ được hay không nữa. Nhưng mà nếu mà thực sự là tôi vẫn rất mong là tôi được nổ một cái lần hũ nha anh em. Anh em gọi là nổ server tôi nổ gì quá. Ê, ấy kìa. Thơm. Thơm quá rồi anh em ạ. Rồi, chơi cái gì nữa. Như thế này là quá thơm rồi. Thôi rồi. Ngon. Lời anh em mà quá trời lời đúng không anh em? Thôi lời bây giờ mình nghỉ được không? Đây rồi, chúng ta đã nhận được 6259 đã rồng. Thơm phức luôn ấy chứ. Gọi là nhân phẩm mát binh của Iwah dạo này nó thế nào ấy. Rồi bây giờ để mà quay được 300 lần rồi chúng ta sẽ có được 20 chì, cũng như là 10 cái mình 15. Nói chung là còn 9 lần nữa luôn anh em. 9 lần nữa thì cũng hơi khó ha. Thôi chắc là mình dừng thôi. Nổ hũ là được rồi anh em, tại vì mỗi 300 lần nó cho anh em nổ một cái trượng, cũng như là một hên xui thì anh em sẽ nổ được cái phần hũ ha. Nói chung là cũng tùy, nếu mà đạt tới cái ngưỡng nào đó anh em sẽ được. Thôi như thế này là quá thơm rồi. Rồi thì hôm nay là chắc là mình sẽ đi PK thử một vài trận luôn. Đi một trận PK nữa là chúng ta sẽ cùng nhau cái clip ha. Cái này là ủa sao anh em C1 đổi tên nhiều thế nhờ, không biết là có đổi chủ hay không chứ tôi cũng sợ quá anh em. Dạo này anh em cũng bán hàng hơi nhiều quá. Đâu rồi, để chúng ta tìm một vài cái tên chúng ta đánh thử ha. Xe nắp hiện tại đang rất là mạnh rồi, cho nên là cũng khá là khó để tôi có thể nào mà dí theo được anh em ạ. Bây giờ con Devil hiện tại đang 7 sao đỏ lét luôn rồi, con Future Gohan đang là 6 sao thì chắc cũng lục môn rồi anh em. Cho nên là khá là khó để mà có thể win được. Nhưng mà để xem, để xem em là tôi khả năng tôi win được hay không ta. Rồi con Ro của ổng đang 6 sao luôn rồi anh em ạ. Chưa cái gì nữa, khó thiệt chứ. Khủng khiếp. Rồi, bây giờ là tôi không biết đánh ai luôn, tại vì bên này hiện tại là anh em đang gọi là mạnh quá trời mạnh rồi, khá là khó để mà tôi có thể ăn được. Đâu để tôi thử đem cái con khác lên xem, tôi thử bắt trước thôi. Thử bắt trước không, rồi không được, cái này cũng khá là khó anh em ạ. Rồi, nhưng mà không sao, quýnh luôn, ngại gì đâu. Bây giờ đánh mà ngại thì làm gì được, bây giờ chúng ta đang bị thua được chiến khá là nhiều luôn á nha anh em. Nhưng mà thôi cứ thử xem như thế nào. Bật nhạc lên, chiến đấu. Đó, vừa vào là cái câm lặng được con Bardock 2 hiệp rồi, khá là ngon rồi anh em. Vegito trưởng nè, này mà làm mê hoặc được Devil của thằng bạn nữa là ok, mà không thành công rồi. Hy vọng là kết liễu được cái mạng nào đó. Cũng giết được một con ở bên thằng bạn rồi, nhưng mà bây giờ là chúng ta có 6 đến 5. Mà không biết là có thể là win được hay không khi mà cái con Devil của thằng bạn gọi là cũng rất là kinh dị anh em ạ. Tôi đã tháo cái phần văn chương của con Devil mình rồi. Cái văn chương con Recom tôi đem qua cho con Trường Hoan rồi anh em ạ. Rồi chắc là Vegito tôi bay màu luôn. Biết ngay mà. Rolly nó dồn đam kinh khủng lắm nha anh em. Nên là anh em nào mà hiện tại mà có Rolly thì anh em nuôi cũng rất là ok luôn, không phải lo lắng cái gì cả. À, thế lực của mình rồi. Devil của mình hiện tại là chưa có đủ nộ để mà nộ được anh em ạ. Cũng mang hồi máu cũng rất là nhiều nha anh em, khá là ok luôn á. Này thôi, chảm bạo của các bạn xuống. Ngon. Nó đánh thẳng vào vị trí của bè bạc cũng như là cái con Rolly là thơm rồi đây. Không có kết liễu được cái mạng của Rolly luôn, nhưng mà chúng ta lại có thêm được một cái lần gọi là sử dụng chiêu thức sát thứ 2 của Samuko Perfect. Đây là cũng ngon rồi. Rồi vô tình thì anh vai bạc của mình đang bị dính mê hoặc quýnh vô cái Devil cho nó tích nộ nữa. Ơ, đây câm lặng được Devil cho anh em thơm. Phức bội luôn á chứ. Rồi chúng ta bứt cái chì điện kêu cho tầm bạn rồi, con vai bạc thằng trâu thì thôi luôn á. Bùm ma của anh bên hiện tại cũng đang được cái phần hồi nộ, hồi máu cho toàn thể rồi. Phản lại nè. Đấy, cũng hồi được út máu nhưng mà bị phản kích nhiều hơn. Bardock với lại con ve tím hiện hàng trước thì nói chung là đỡ đòn cũng được khá là nhiều lần nha anh em. Đó là lý do tại sao mà anh Bin ảnh thay vào đó. Rồi ăn nguyên một cái chiêu lục môn luôn, cây chưa, bay màu luôn. Vẫn còn miễn tử là còn đỡ đòn được cho nên là khá là ok. À, vẫn chưa chết được ve tím. Có giọng thêm nữa này, cái da đâu. Miễn nữa thì bay màu anh em, còn chịu được một lần đánh là còn ngon. Rồi, xong rồi, bay màu rồi. Nhưng mà chúng ta ở cái lần này là được đủ nộ của Towa cũng như là con Devil của mình. Có thể kết liễu được cái mạng của ai không? Nếu không thì lấy được cái mạng của Samuko Perfect cũng ngon rồi. Đấy, khom ngay anh em ạ. Rồi cái mạng của ve tím của tên bạn được cũng phải nằm xuống rồi. Rồi thành công rồi, bây giờ chúng ta đang là 3 đánh 3. Hồi máu lên. Ý. Ngon chưa? Hồi một lần của 17k máu chứ bộ đâu có ít đâu. Lấy đi thành công cái mạng của Samuko Perfect rồi. Thôi vẫn chưa. Điền thế nhờ. Chúng ta vừa cái câm lặng được Rolly siêu nhân 4 của thằng bạn nữa. 2 hiệp thơm phức luôn. Rồi bây giờ tới lượt cái con Devil của anh Bin là anh em. Nộ một phát một, tôi nghĩ là bay màu luôn á chứ. Kinh khủng dữ. Đã ghi mê hoặc thành công 2 người mà nổ đam cũng kinh nữa anh em. Như thế này có mà đuối rồi. Bây giờ chỉ có sử dụng cái mini skill của con Samuko Perfect để mà chúng ta có thể là được rút cái nộ của con Devil đi thì mới khả năng là win được. Nhưng mà tôi nghĩ là đang rất là khó. Hoặc là chói được con Devil thì cũng khá là ngon. Nó đen rồi, bây giờ là bay màu luôn cái con Rolly rồi. không có mini skill nào đến từ vị trí của cái thằng Goku Perfect cả anh em ạ. Đen rồi. Nhưng mà có khả năng là chúng ta win được cái round này rồi anh em. 3 đánh 1 không chột cũng què mà đúng không? Bay vô win nó. Này thì trâu thì đánh lâu cũng chết. Không có mèo mặt luôn, nhưng mà chúng ta thành công lấy được cái mạng của Devil rồi. Đang có cái lợi thế là sẽ câu được hết tất cả những skill của tên bạn. Dạ. Rồi cũng đang hơi khá là cay rồi, tại vì chưa sử dụng được cái nộ nào của con Samuku Perfect ở cái mạng thứ hai đã bay màu rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta đang câu kéo được khá là nhiều cái chiêu tất sát của tên bạn. Thôi chết sớm đi, không cần phải để cho tên bạn đánh đâu. Đánh là nó còn hồi được nộ nữa đấy, khổ thật. Rồi bảy màu mất tiêu. Rồi, chúng ta sẽ có đến cái lượt của mình ở cái tem thứ hai. Tem 2 của anh Bin cũng rất là căng anh em ạ. Tức là hầu như là những cái con mạnh của anh Bin cũng được dồn vào tem 2 cả. Không thể nào kết liễu được cái mạng của Whis được. Nỗi chiến mạng rất đau. 2 triệu đam khi mà có con Ro chưa sử dụng được một lần nào, gọi là chưa có được gắn những cái môn anh em. Tôi chưa có lên môn gì cho nó hết mà nó nổ vẫn là 2 triệu đam, rất là kinh nha. Khá là tuyệt vời luôn á. Rồi, cái lượt này là cái lượt gọi là cho tên bạn xả nộ rồi anh em. Rồi bay màu luôn con Gohan của mình rồi. Chưa sử dụng được cái kill nào mà bị mất câm lặng 2 hiệp. Không sao, chúng ta lại có hồi máu cũng như là giải được cái câm lặng đó rồi. Đánh rất nhiều đến từ vị trí của tên bạn luôn. Nếu mà giết được con Vados sớm thì có khả năng là chúng ta có thể win được anh em. Đây là có khả năng thôi ha. Tại vì nếu mà Vados của team mình vẫn còn sống thì có thể là bức khiên cho Future Gohan, cũng như là có cái chi viện của con keo thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh hơn. Nhưng mà chúng ta đang bị mất đi một lần miễn tử của Future Gohan rồi. Lại còn bị giảm nộ nữa, đen thật. Rồi đã phải nằm xuống. Rất nhiều sát thương mà Future Gohan phải gánh chịu ở trong cái trận đấu này. Khi mà nay đã mất đi 2 đến 3 lần bị tử rồi. Và có lẽ đây sẽ là cái mạng cuối cùng của Future Gohan nữa. Đường đam là không đủ để lấy đi cái mạng hồi sinh của Gohan 4. Nhưng mà chúng ta bù lại là có được cái giáp cho Future Gohan, cũng như là cái chi viện keo đang sử dụng lên 9 thằng ấy. Giảm nộ thành công quyết. Đam là rất to đến từ vị trí của Future Gohan. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa lấy đi được cái miễn tử nào của Future Gohan tên bạn cả. Tôi thì đang cố gắng để lên được cái con Vados thất môn cũng như là bát môn luôn anh em ạ. Thì sau này để cho nó đi VK 3.3 cho nó trâu. Đấy, hồi máu cũng như là có cái lớp giáp. Khoảng nè. Đánh rất đau đến từ vị trí của Future Gohan. Và không biết là chúng ta có thể win được trong cái trận đấu này hay không nhờ. Khả năng là tôi thấy là khá thấp anh em ạ. Tại vì tên bạn còn cả con Qua lẫn cái con Vados bất khiên nữa. Bị dính choáng mất tiêu rồi. Trong khi tới lượt của chúng ta là có đi cho mình cái tất sát. Nhưng mà lại bị choáng rồi. Đen thì thôi luôn. Và đó sẽ được nhận cái hiệu ứng 30% miễn sát thương. Hồi lại được một ít máu. Khá là thơm. Và chúng ta sẽ lấy được cái mạng qua đó tên bạn hay không? Vẫn chưa. Đó, lấy thành công rồi anh em ạ. Thơm nha. Cái việc còn lại là nếu mà chúng ta không kết liễu được Whis sớm thì có lẽ đây sẽ là một cái trận thua dành chúng ta anh em. Tại vì Whis nó sẽ hồi máu cũng như là anh em có thể thấy là những cái vòng ở dưới chân gọi là bảo hộ sư đồ á. Hồi máu liên tục luôn. Chúng ta có những chi viện ra trận rồi và có thể là những cái chi viện này đỡ được cho ta một lần sát thương cũng khá là thơm. Đánh thẳng vào vị trí của cô 4. Hiện tại thì Vados của mình đang sử dụng cho mình đó chính là 6 viên luôn bảo hộ, cho nên là nó cũng khá là trâu rồi anh em ạ. Chúng ta đang có cái tất sát của Ro. 2 lần chí mạng và đây sẽ là cái lượng đam 1,5 triệu. Cũng ngon đấy chứ. Và anh ấy là có cái khiên chặn lại sát thương rồi. Ngon đấy. vẫn chưa kết liễu được các bạn. À, kết liễu được các bạn của Whis rồi. Và khả năng là chúng ta có thể win được cái trận đấu này anh em ạ. Lại đánh vào vị trí của Future Gohan rồi. Hai ông nhỏ này ghét nhau hay sao đấy, chả biết nữa. Hồi lại được một tí máu nè. Nhưng mà tôi qua sử dụng cái tiêu tất sát. Chúng ta chỉ bị trói rô thôi, không sao. Và nếu như mà được thì ở cái lượt này đấy, thật là tuyệt vời khi mà U4 đang đánh vào vị trí của chi viện của tay mình. Và hai cái con chủ lực ở hàng trước vẫn còn sống. Nhưng mà Vados thì không may mắn như thế nên mà Vados đã phải nằm xuống rồi. Đánh thẳng vào vị trí của Future Gohan và hồi lại được máu. Nhưng mà có lẽ là sẽ phải nằm xuống thôi nên mà. Không biết là cái lượt này là chúng ta đã lấy được cái mạng của Future Gohan rồi anh em ạ. Và nếu như Go4 nó đánh vào vị trí của Meros thì chúng ta có khả năng là win được cái trận đấu này. Nhưng mà câu trả lời là không. Lượng sát thương là không đủ để giết Future Gohan và cho ném một cái cơ hội phản kích và hồi máu lại. Future Gohan đang rất trâu cũng như là gây cái lượng sát thương cực kỳ lớn nha anh em. Và tôi không ngờ là nó có thể trâu được như thế luôn anh em ạ. Vẫn chưa đủ đam để giết được Future Gohan của tên mình. Đây sẽ là cái sai lầm cực kỳ lớn của Go4. Nhưng mà Go4 của mình hiện tại đang không nhắm vào vị trí. Ở Future Gohan của mình không nhắm vào vị trí của Go4. Và có lẽ là chúng ta đã có thể có được một cái chiến thắng ở trong cái trận đấu này rồi. Và tôi không nghĩ rằng là mình có thể thắng được anh em ạ. Cái mạng của Future Gohan có lẽ nó phải nằm xuống. Nhưng mà chúng ta còn một lần hồi sinh của Go4 nữa. Một trận đấu thực sự đối với tôi là rất là mãn nhãn nha anh em. Quả là khủng khiếp luôn ấy. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem thống kê của trận đấu này. Và Future Gohan hiện tại đây sẽ là 20.4 triệu đam, còn cao hơn cả Go4 của tên bạn nữa. Một con số thật sự quá là khủng khiếp. Và tôi nghĩ là Future Gohan tôi đang sử dụng một cái bộ run cực kỳ hợp lý. Quả là tuyệt vời anh em. Mặc dù là tôi không có đua top ở cái đợt 2 và cũng như là cái phần hồn vũ khí của nó sẽ không có được nhiều. Anh có thể xem không? Tôi đang có chỉ dư là hai cái hồn vũ khí thôi này mà cái lượng đam nó gây ra cũng cực kỳ khủng khiếp. Quả là tuyệt vời luôn. Ok, vậy là chúng ta đã có được những cái nhân phẩm ngày hôm nay, chính là vừa nổ hũ vừa nổ hồn vũ khí ở trong cái phòng quay may mắn, cũng như là thắng được cái trận đấu cực kỳ mãn nhãn luôn. Thank you anh em đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hy vọng là anh em cho mình một like cũng như là một subscribe để mình có những cái động lực phát triển kênh nhá. Thank you anh em rất là nhiều.